Giữa vào các thời đại mà các thiết bị điện tử đang hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều, từ điện thoại này, máy tính này, máy tính bảng này, tất cả để hỗ trợ chúng ta. Vì thế nên là để bảo mật thông tin trên các cái thiết bị điện tử như thế thì chúng ta cần có mật khẩu, đúng không? Đương nhiên rồi, mình thì đặt mật khẩu ở tất cả các thiết bị điện tử của mình. Và bây giờ các thiết bị đều tiên tiến hơn khi mà ngoài mật khẩu ra còn có thêm cả các nhận diện sinh trắc học như là vân tay này hay là khuôn mặt. Và nó rất tiện dụng, nhưng cái sự tiện dụng của vân tay hay là khuôn mặt nó lại sinh ra một vấn đề, đó là chúng ta quên mất mật khẩu số, những cái mật khẩu cơ bản nhất. Và khi mà chúng ta quên các mật khẩu đó thì rất khó để lấy lại. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để lấy lại mật khẩu của MacBook này nhá. Mình là Trường, đây là Mac One. Bắt đầu thôi. Chiếc máy hôm nay mình mang ra làm chuẩn bài cho mọi người, đó là chiếc MacBook M2. Chiếc máy này thì sẽ đại diện cho những con chip của Apple Silicon. Trong video này mình sẽ ưu tiên cho dòng máy này hơn, bởi vì cơ bản thì đang có rất nhiều người dùng sử dụng sang M1, M2 rồi. Tuy nhiên thì những ai đang dùng Intel ấy thì cũng có thể tham khảo video này nhé, bởi vì cơ bản nó chỉ khác nhau một chút ở cái phần thao tác ban đầu thôi. Còn lại về sau khi mà nhập mật khẩu nó sẽ rất là giống nhau. Tí nữa khác nhau ở đoạn nào mình sẽ nói cho mọi người. Đầu tiên chúng ta cứ tắt máy đã nhá. Bấm một quả táo. Tắt máy. Tắt. Ok, chờ một chút nhá. Rồi, đến đây thì cái bước khác giữa Intel và những con chip Apple Silicon đó là, đối với Apple Silicon, mọi người giữ một nút nguồn này, nó sẽ hiện lên tùy chọn khởi động. Còn đối với cả máy Intel thì sẽ là bấm một nút nguồn, giữ tổ hợp phím Command R là được. Nào, mình sẽ làm luôn nhá. Giữ. Ok, bây giờ nó đã hiện ra ở đây một cái ổ đĩa và tùy chọn. Bấm vào tùy chọn, chọn tiếp tục. Ok, nó sẽ hiện lên ở đây là khôi phục macOS. Bây giờ chúng ta đang không biết mật khẩu, chọn vào bên dưới, bạn quên tất cả mật khẩu luôn. Bấm. Đấy. Đến đây nó sẽ là một cái bước rất là quan trọng này. Khi mà đặt lại mật khẩu ấy, chắc chắn chúng ta sẽ cần có Apple ID. Bởi vì nếu không có Apple ID thì ai cũng có thể làm được cái bước đặt lại mật khẩu, và chúng ta có thể là bị lộ rất nhiều thông tin. Vì thế nên máy tính của mọi người nhất định phải có Apple ID đấy nhá. Ok, bây giờ mình sẽ nhập cái Apple ID của mình vào. Đoạn này thì anh editor che giúp mình nhá. Enter. Sau đó chúng ta sẽ phải nhập mật khẩu của Apple ID vào này. Rồi, như vậy là máy đã xác thực được thành công về cái tài khoản Apple ID. Tức là nó đã biết chúng ta là chủ của chiếc máy này và sẵn sàng cho chúng ta đặt lại mật khẩu. Thoát ra và khôi phục. Ok, chọn lên bên trên, bấm tiện ích, chọn vào dòng terminal giúp mình nhá. Nhập giúp mình một cái lệnh ở đây, đó là reset password. Ồ, bấm nhầm rồi, xin lỗi các bạn. Bấm lại nhá. Reset này. Password. Enter. Ok, sau khi bấm Enter một phát nó sẽ hiện lên là đặt lại mật khẩu luôn. Mấy cái dòng trắng trắng này mọi người không cần đọc đâu, nó cũng không có gì cả. Cứ bấm luôn giúp mình vào dòng hủy kích hoạt Mac nhá. Nó sẽ, cái bước cài đặt lại mật khẩu này nó sẽ không làm mất dữ liệu của mọi người, nên là cứ bấm hủy kích hoạt bình thường. Đấy, hỏi rất nhiều Apple ID nhá. Chứng tỏ là bảo mật của Apple luôn luôn đỉnh, đúng không? Nhập lại Apple ID giúp mình này. Ok, sau khi đã nhập rất nhiều lần Apple ID, bây giờ chúng ta đã có đặt lại mật khẩu. Chúng ta chỉ cần nhập mật khẩu mới vào thôi là được. Trước đây mình đã làm một cái video short nói về việc là lộ mật khẩu, thông tin mật khẩu ra ấy. Thì tốt nhất mọi người nên đặt một cái mật khẩu khó một chút, để khi chúng ta bị mất máy có thể bảo toàn được cái dữ liệu tốt hơn. Tuy nhiên thì đây là video hướng dẫn nên mình sẽ để một mật khẩu đơn giản thôi nhá. 12345 thôi. Phần gửi mật khẩu mọi người không cần nhập cũng được. Bấm tiếp tục luôn. A few minutes later. Rồi, đã hoàn thành đặt lại mật khẩu, bây giờ chúng ta chỉ cần bấm thoát, sau đó bấm vào quả táo và khởi động lại. Như thế thì mật khẩu chúng ta đã được đặt lại rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần vào trong nhập lại xem đã đúng cái mật khẩu chúng ta mới đổi hay chưa. Rồi, bây giờ thử luôn mật khẩu mới nhá. Bây giờ mình phải bảo mật khẩu là gì nhỉ? 12345 đúng không? Enter. Ok, bây giờ chúng ta đã được xong mật khẩu mới cho máy rồi. Bây giờ thì cứ sử dụng bình thường thôi. Và nhớ là hãy lưu lại mật khẩu vào một nơi nào đó tin cậy nhé. Ví dụ như là lưu vào ghi chú chẳng hạn này, nhưng mà trên iPhone.
hoặc là có thể ghi vào một tờ giấy nhỏ và cất bí mật vào một đâu đó, thế là được. Đấy, chỉ với một vài thao tác đơn giản như vậy thôi, chúng ta đã có thể lấy lại được mật khẩu cho chiếc MacBook yêu quý của mình rồi. Và nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One. Cùng với đó, hãy theo dõi nhiều nội dung hơn của Mark One ở trên YouTube, YouTube Short, TikTok để không bỏ lỡ qua các cái mẹo dùng đồ Apple nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.